Hello, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ quay video về Plan với Zombie 29A phiên bản mốt 2.5.3 phiên bản mới nhất đây. Anh em sẽ nhấn vào cài đặt và chúng ta thấy được là version 2.5.3 phiên bản mới nhất nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào play và chúng ta sẽ thử nghiệm cái mắc cái vờ của tất cả các Plan khi chúng ta đi vào cái ngày 24 Steam S. Thì anh em thấy được là khi dùng cái Mac Lever này nhưng chúng ta đánh zombie zombie vẫn không chết ngay mà chúng còn có thể độn thổ anh em nhé, chúng có phép độn thổ rất hay luôn đấy. Đây mình sẽ vào cái Steamed nha anh em nhé. Đâu rồi, đây mình sẽ tìm cái Steamed đây, Steamed đây đấy, cái map Steamed đấy nha. Rồi, chúng ta sẽ vào đi ngày 24 để anh em thấy được là ở 23 đi anh em nhé. Mình sẽ đi ngày 23 của Steamed. Và anh em thấy được là khi chúng ta dùng cái Mac Lever, mình sẽ test cái con Tôn Ngộ Không nhé, Hầu Vương đấy. Hầu Vương, và anh em nhìn xem khi chúng ta dùng gậy chúng ta đập cái con zombie, nhưng con zombie nó không chết mà nó có phép độn thổ chui xuống lại ngóc đầu lên. Đây mình sẽ test cho anh em xem con này đâu rồi, Hầu Vương đâu rồi, đây Hầu Vương đây ấy. Rồi sẽ vào trận thôi đấy. Tất cả zombie ở đây đều mắc đi vào nha, level 4 zombie cũng rất mạnh mẽ luôn nha. Đấy, anh em xem. Rồi chúng ta đã vào trận và chỉ chờ zombie lên và chúng ta sẽ kéo cây ra để chúng ta xem và chúng ta thấy được là khi chúng ta dùng Hầu Vương và nó ra đòn bằng cái gậy như ý của nó đấy, nó quật zombie nhưng zombie không chết, zombie lại chui xuống đất lại ngóc đầu lên anh em nhé, rất kỳ lạ luôn trong trận đấu này. Rồi zombie đã lên rồi anh em nhé, có hai tên zombie thường thôi, không biết là Hầu Vương có đập phát chết ngay không. Nhưng ở đây nó mắc liver thì cái sự ngang sức ngang tài của Flan với zombie là ngang nhau nhé, chúng ta cũng không hơn gì các zombie này mấy. Rồi zombie đã ra rồi, Hầu Vương đâu rồi, vung gậy như ý đi. Ồ, thằng Hầu Vương này nó mắc liver mà nó không Flan phút anh em ạ, nó ảo quá anh em ơi. Vậy thì tí mình sẽ cho nó ăn lá, quá ảo anh em ạ. Thôi thì mình sẽ để cho con zombie Gargantua này lên, mình sẽ đập chúng vậy. Và mình sẽ dùng lá Flan Food để mình đánh cái con zombie này xem nó có chui xuống đất không nhá. Chết rồi, mất cái xe rồi, chết cả tom khủng long. Không kịp anh em ạ, mình quên mất mình không dùng cái chắn này để chắn chặt nó. Rồi mình sẽ cho cái con Hầu Vương ở đây nha, đập thằng đi xe này. Đấy, anh em nhìn xem nó chui xuống đất, đập tiếp phát nữa lại chui này, đấy, lại ngóc đầu lên đấy, nó ngóc giờ chừng nó biết là đang đánh nó anh em ạ. Đấy, ngóc đầu lên nó đánh. Đấy, nó lại chui xuống đất luôn, lại ngóc đầu lên. Rất hay luôn. Hầu Vương đập hai nhát không chết anh em nha, dùng gậy như ý Flan Food đập hai phát không chết, quá trâu bò phải không. Thật sự là các zombie ở đây khi nó đặt Mac Cleaver thì nó cũng rất trâu, các Flan của chúng ta cũng khó mà có thể nhai được nó, có thể nuốt được nó một cách dễ dàng anh em nhé. Đấy, đây tiếp tục mình sẽ dùng Hầu Vương đây và cho nó Flan Food gậy đập đấy. Ấy, con zombie thường thì nó chết ngay nhưng con zombie đầu đội cái xô nó trâu bò hơn và nó không chết anh em nhé, đập hai phát không chết, phát thứ ba nó còn ngóc đầu lên một tí để nó xem nghe ngóng tình hình anh em nhé, nó nghe ngóng tình hình để xem là chúng ta còn đập nữa không đấy. Bọn này khôn thế. Đó, thực sự là hôm nay mình test cho anh em xem cái con Hầu Vương này
khi nó đặt MacGyver nhưng gặp các zombie ở đây Steamate ngày 23 của chúng ta thì nó lại không ra oai được anh em nhé. Gậy như ý của chúng ta vô tác dụng luôn, chỉ có thể giết được các zombie thường thôi, còn các zombie đầu đội mũ sắt này nó trâu hơn anh em nhé. Đấy, trâu hơn. Và các Gangatua thì thế nào, sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa anh em nhé. One nút của chúng ta như quả bom anh em nhé, khi các zombie ăn phải và chúng sẽ phát nổ anh em nhé. Đấy, đẩy lùi các zombie lại. Qua nút của chúng ta khi đặt MacGyver thì nó hay ho như vậy, chứ không phải là quả óc chó vô chi vô giác như Flam với Zombie 2 quốc tế. Nó chỉ biết làm bất động để cho các zombie cắn, cắn tới cắn nẻ, và nó không có tác dụng gì anh em nhé. Đấy, mình tiếp tục cho con hầu vương ở đây nó đập. Ôi giời ơi, lại mất xe rồi, không kịp anh em ạ. Nó cứ tiến lên gần sát đây là chúng ta mất cái xe và tốn 20kg vàng. Đấy, và anh em thấy được cái trận này là nó zombie của nó lầy lội hơn và trâu bò hơn. Đấy, cái flan của chúng ta hầu vương đi vào 5 max level, nhưng khi chúng ta dùng nó và flan food nó đập vung gậy như ý nhưng mà không sinh nhê gì nhé. Zombie chỉ có thể chui xuống đất, nó học phép động thổ ở đâu không biết. Đấy, chui xuống đất lại ngóc đầu lên. Đấy, trong cái bản này mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cho anh em về cái sự kỳ lạ của zombie khi chúng ta đi qua ngày này 23 Steamed Flam với Zombie 2 China. Đấy, rồi chúng ta sẽ vào arena chơi một ván cho nó thú vị nhá. Đây, arena, chúng ta sẽ đi arena thì chúng ta phải đi vào cái màn này cơ. Đây, đấu arena. Thì nhiều bạn bảo là Flam với Zombie 2 China phiên bản mới nhất này hay bị lỗi, mình chơi chả thấy lỗi gì anh em ạ. Chơi ngon lành cành đào luôn, không có vấn đề gì xảy ra cả, thế mà nhiều anh em lại bảo bị lỗi, bị văng game. Buồn quá. Hay lại do máy của anh em nó cấu hình yếu, RAM yếu hoặc là bộ nhớ máy không đủ nên là nó bị đẩy ra. Thôi mặc kệ nó đi, chúng ta cứ vào trận chơi một ván đã. Rồi có chuyện gì chúng ta sẽ tính sau. Lửa cháy cực đại. Thần bài đại chiến. Mình sẽ test em này đi. Rồi chúng ta sẽ vào trận thôi. Và các zombie ở đây Athena nó cũng mắc level nha. Level 4 của nó là cao nhất trong ở đây. Đấy. Và mình sẽ đặt các cây cối ở đây. Đấy. Cây cối đây. Rồi, chúng ta đây tiếp tục đặt thêm. Thêm hàng rồng nữa cho nó chất. Nó bắt đặt cây cối rồi nó phải cho đi đây. Thế nên là chúng ta phải đặt hết đi. Rồi, chúng ta chỉ cần 4 hàng thôi và thử thách trong trận Arena China BVZ2 2.5.3. Chuẩn bị bắt đầu. Úi giời, số điểm của nó đã lên 758, hài ước quá anh em ạ. Quá hài ước luôn. Và số điểm của chúng ta đã vượt lên 1.000 điểm. Tiếp tục chúng ta lại vượt lên khi zombie lên và chúng đã bị ăn hành. Đấy. Số điểm của hai đội cũng ngang nhau thôi, cũng không hơn nhau là mấy. Bọn chúng cũng rất khỏe đấy anh em ạ. Đấy. Rồi. Lão già phóng lửa rất kinh khủng luôn, thiêu đốt mọi thứ. Rồng băng của chúng ta, à rồng lửa của chúng ta cũng phun lửa rất chất luôn. Và chưa thấy nó trỗi dậy, cái con rồng lửa nó trỗi dậy nó một hit zombie luôn anh em ạ. Khi nó trỗi dậy, thần bài đại chiến cũng rất hay luôn anh em nhá. Đấy. À, cái con người tuyết này nhảy rất hay anh em ạ. Cái con flan này nhảy hay đấy, nó như quả su su anh em nhá, nhưng mà nó chỉ khác màu trắng thôi. Quả su su thì màu xanh, nó cũng đam zombie một phát là lấy mạng của nó. Thì cái con này nó nhảy nhảy hay này,
anh em ấy. Đấy, rất hay luôn nhé, các plan của bên China nó bắn rất hay luôn. Tiếc rằng là bên BVZ2 quốc tế của chúng ta không có những cái con plan này, rất tiếc luôn. Đấy, anh em nhìn xem, trận đấu này của chúng ta đã qua một nửa chặng đường rồi. Chuẩn bị các zombie cứ ra là chết anh em nhé. Đấy, không lên nổi hàng thứ hai. Đấy, đây là hàng một này, hàng thứ hai này không qua nổi hàng thứ hai anh em nhé. Chỉ lên đến bước đến hàng thứ hai, gần đến hàng thứ hai là đã toi mạng rồi anh em ạ. Chúng ta chỉ cần đặt 4 hàng cây của chúng ta cũng đã đủ sức để tiêu diệt các zombie ở đây. Rồng nữa của chúng ta hình như là không phát huy tác dụng ở trong cái trận này anh em ạ. Nó không thể nào mà vươn mình trỗi dậy thành con phượng hoàng lửa đấy để thiêu đốt zombie. Ở đây chỉ có 3 cây này là ra sức tấn công zombie, tiêu diệt các zombie thôi. Còn rồng nữa của chúng ta cứ nằm yên bất động thôi, chơ chác nhìn đồng đội chiến đấu, còn mình cứ kệ, không nói năng gì anh em ạ. Đấy, mình rất thích trong trận này là cái con người tuyết này nó nhảy đến đâu zombie chết đến đấy anh em ạ, rất hay luôn. Và chúng ta thử Flan Food cho nó xem thế nào. Quả cầu lửa khủng khiếp quá anh em ạ. Úi giời, nó ra một con người tuyết siêu to khổng lồ anh em ạ, siêu to khổng lồ luôn, tiêu diệt mọi zombie và sẽ cho ông già ngọn lửa cuồng bạo này cháy. Rồi, trận đấu đã được kết thúc và chúng ta chiến thắng đã thuộc về chúng ta. Một số điểm chênh lệch nhau quá lớn luôn. Mới đầu thì đối thủ đã đuổi gần kịp chúng ta, nhưng bây giờ đã bỏ cách xa một chặng đường khá dài. Và chiến thắng tất nhiên là thuộc về chúng ta. Rồi thì hôm nay mình đã test cho anh em xem cái Plan vs Zombie 2 China phiên bản mod 2.5.3. Thì anh em nếu thấy hay hãy cho mình một like video, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi được nhiều video hay hấp dẫn hơn nữa tại kênh Flan KM nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân của mình. Chúc bạn chơi game vui vẻ nha.